Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chiều 25 tháng 8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Hải, sinh năm 1971 ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi giết người. Các quyết định này đã được Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị phê chuẩn. Nghi phạm Hồ Xuân Hải là được xác định dùng khí CO đầu độc vợ con, khiến 4 người tử vong. Căn nhà mọi khi náo nhiệt tiếng cười nói của các thành viên trong gia đình, nay chìm trong không khí tang thương. 4 chiếc quan tài đặt cạnh nhau giữa nhà. Một người thân gia đình nạn nhân cho biết, mọi người không thể nào tin nổi đau đến bất ngờ như vậy. Bởi cuộc sống gia đình ông Hồ Xuân Hải, sinh năm 1971, thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, được xem là hạnh phúc, có nguồn thu ổn định từ trại heo. Các con gái đều ngoan học giỏi. Trong số này, con gái đầu đang học năm thứ tư Đại học Y Huế, mới trở về nhà được mấy ngày thì tai họa ập đến. Đối với nghi phạm Hồ Xuân Hải, sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh chữa trị, Hải đã được cứu sống và dần phục hồi sức khỏe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành làm việc với Hồ Xuân Hải. Bước đầu nghi phạm khai nhận, gia đình người đàn ông này có đầu tư trang trại nuôi heo nhưng đã thất bại và lâm vào cảnh nợ nần nhiều. Và người đàn ông này đã đi đến quyết định đầu độc cả gia đình bằng khí CO để giải thoát. Nghĩ sao làm vậy, Hồ Xuân Hải đã vào các trang tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên Internet. Đêm 22 rạng sáng 23 tháng 8, sau khi vợ và các con ngủ say, Hồ Xuân Hải đã đầu độc khí CO bằng cách xả khí vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ cùng hít khí độc cùng vợ và các con nhưng không chết. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến 4 mẹ con bà NHND tử vong là do ngộ độc khí CO. Qua kết luận điều tra ban đầu, kết hợp lời khai của Hồ Xuân Hải phù hợp với chứng cứ thu thập tại hiện trường. Ngay trong đêm 23 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Xuân Hải. Trong ngày 24 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm Hồ Xuân Hải để tiếp tục điều tra xử lý về tội danh giết người. Cho đến thời điểm này, không ai có thể lý giải được một cách thuyết phục nguyên nhân dẫn đến hành vi đầu độc 4 mẹ con tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa bằng CO của nghi phạm Hồ Xuân Hải, sinh năm 1971. Một người chồng, người cha trong gia đình, mặc dù lời khai ban đầu cho thấy Hải là chủ trại heo, có đầu tư làm ăn, nhưng thua lỗ, dẫn đến nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả. Song với lý do như vậy cũng không khỏi khiến dư luận bàng hoàng. Nhiều luồng ý kiến cho rằng, nghi phạm Hồ Xuân Hải đã quá tàn nhẫn khi thực hiện hành vi đầu độc ba con cùng vợ mình giữa đêm 23 tháng 8 bằng khí CO. Những đứa trẻ chăm ngoan học giỏi không hề có tội lỗi gì, cùng người vợ tảo tần đã phải rời bỏ cuộc sống trong nỗi oan khuất. Chúng có quyền được sống, được học tập, được vui chơi theo quy định của hiến pháp của nhà nước. Không ai được phép tước đoạt những quyền cơ bản ấy của một con người, kể cả với những người là cha như nghi phạm Hồ Xuân Hải. Cũng có luồng ý kiến lý giải tâm lý cùng quẫn của nghi phạm khi phải gánh trên vai món nợ quá lớn mà không có khả năng chi trả. Nguy cơ phải bán nhà để trả nợ có thể cũng là một thứ áp lực đè nặng lên tâm trí người đàn ông này. Song kể cả nếu điều đó là sự thật, thì Hải cũng không được phép tước đoạt mạng sống của người khác, nhất là đối với chính vợ con mình. Nhiều người nói, hẳn phải có ma xui quỷ khiến, anh ta mới ra tay đầu độc cả gia đình mình như thế. Bởi một người đàn ông bình thường, họ sẽ trân trọng giá trị gia đình, sẽ bảo vệ những người thân yêu cho đến những giây phút cuối đời. Không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến giây phút đưa tiễn những nạn nhân xấu số. Trong 3 đứa trẻ nhỏ, cháu nhỏ nhất mới 10 tuổi chuẩn bị vào lớp 5, một cháu học lớp 9. Cháu lớn năm nay 21 tuổi đang học y dược tại thành phố Huế. Tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ mà trước đó chỉ một ngày vẫn còn đầy ắp tiếng cười của con trẻ. Với hành vi quá ư là tàn nhẫn của mình, Hồ Xuân Hải sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Việc loại bỏ khỏi đời sống một người như Hải là điều không có gì phải bàn cãi. Song nó vẫn để lại nỗi xót xa không có gì để kể xiết. Khi chính người cha, người chồng ra tay với các con cùng người vợ đã đồng cam cộng khổ đầu ấp tay gối hàng chục năm trời. Cho đến thời điểm này, người dân thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc đau lòng 4 mẹ con trong một gia đình bị đầu độc được phát hiện vào cuối giờ sáng ngày 23 tháng 8.
Bốn nạn nhân là bà NH, NG, tên viết tắt, sinh năm 1974, cùng ba con gái lần lượt có tuổi đời từ 10 đến 21 đều không qua khỏi. Nghi phạm được xác định là Hồ Xuân Hải, sinh năm 1971, đã sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ. Lực lượng chức năng công an tỉnh Khánh Hòa xác định bà NHND, sinh năm 1974, cùng ba con gái có tên viết tắt lần lượt là NHKN, sinh năm 2002, HNKGM, sinh năm 2009 và NHTA, sinh năm 2013, đã tử vong. Trong khi đó, Hồ Sơn Hải đang thoi thóp và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Những người hàng xóm sống sát vách nhà các nạn nhân cho biết họ vẫn chưa hết bàng hoàng, không thể tin đây là sự thật. Mới hôm trước, họ còn thấy mấy đứa trẻ vui đùa trước nhà, giờ nằm bất động, mãi mãi ra đi. Căn nhà mọi khi náo nhiệt tiếng cười nói của các thành viên trong gia đình, nay chìm trong không khí tang thương. Bốn chiếc quan tài đặt cạnh nhau giữa nhà, một người thân gia đình nạn nhân cho biết mọi người không thể nào tin nỗi đau đến bất ngờ như vậy. Bởi cuộc sống gia đình ông Hải được xem là hạnh phúc, có nguồn thu ổn định từ trại heo. Các con gái đều ngoan học giỏi. Trong số này, con gái đầu đang học năm thứ tư Đại học Y Huế, mới trở về nhà được mấy ngày thì tai họa ập đến. Gia đình bây giờ ai cũng đau buồn hết, nỗi đau quá lớn. Lo hậu sự trong gia đình để cho mấy bé yên nghỉ. Gia đình chỉ mong muốn như vậy thôi, còn bên chính quyền cũng hỗ trợ. Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tới thăm, động viên gia đình rồi cũng an ủi phần nào, người nhà nạn nhân cho biết thêm. Đối với nghi phạm Hồ Xuân Hải, sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh chữa trị, Hải đã được cứu sống và dần phục hồi sức khỏe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành làm việc với Hồ Xuân Hải. Bước đầu, nghi phạm khai nhận gia đình người đàn ông này có đầu tư trang trại nuôi heo nhưng đã thất bại và lâm vào cảnh nợ nần nhiều. Và người đàn ông này đã đi đến quyết định đầu độc cả gia đình bằng khí CO để giải thoát. Nghĩ sao làm vậy, Hồ Xuân Hải đã vào các trang mạng tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên Internet. Đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 8, sau khi vợ và các con ngủ say, Hồ Xuân Hải đã đầu độc khí CO bằng cách xả khí vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ, cùng hít khí độc cùng vợ và các con nhưng không chết. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến bốn mẹ con bà NHND tử vong là do ngộ độc khí CO. Qua kết quả điều tra ban đầu kết hợp lời khai của Hồ Xuân Hải phù hợp với chứng cứ thu thập tại hiện trường. Ngay trong đêm 23 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Xuân Hải. Trong ngày 24 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm Hồ Xuân Hải để tiếp tục điều tra, xử lý về tội danh giết người. Liên quan đến vụ 4 người chết tại Khánh Hòa, ngày 24 tháng 8, cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Hồ Xuân Hải, sinh năm 1971 để điều tra về hành vi giết người liên quan vụ 4 mẹ con tử vong bất thường trong nhà ở xã Cam An Nam, Cam Lâm. Ông Hải là chồng và cha của các nạn nhân. Lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê duyệt. Cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục ra viện cho ông Hải để điều tra liên quan sự việc. Lời khai ban đầu cho thấy hành vi tàn độc của ông Hải trong việc giết vợ và ba con gái. Theo công an tỉnh Khánh Hòa, ông Hải bị điều tra khi sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ. Bước đầu làm việc với cảnh sát, ông Hải thừa nhận gia đình đầu tư trang trại heo, song làm ăn thất bại dẫn đến nợ nần, không có khả năng chi trả. Tuy nhiên, thay vì tìm cách kiếm tiền để trả nợ, ông ta đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình. Cụ thể, ông Hải tìm hiểu rồi lên mạng mua bình khí CO, sau đó tham khảo cách sử dụng. Khi vợ con đang ngủ, người chồng đã đầu độc vợ con bằng cách xả khí CO vào phòng ngủ. Sau đó, ông Hải cũng vào phòng ngủ hít khí độc. Đến trưa ngày 23 tháng 8, khi một người thân trong gia đình điện thoại cho vợ chồng ông Hồ Xuân Hải nhưng không ai nghe máy, nên mới đến nhà kêu cửa nhiều lần nhưng bất thành. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người thân phá cửa vào bên trong nhà mới phát hiện ông Hồ Xuân Hải cùng vợ và ba con gái đang nằm bất động trên giường và tấm nệm trong phòng ngủ. Kiểm tra, bốn nạn nhân gồm vợ ông Hải có tên viết tắt là bà NHND, sinh năm 1974 cùng ba con gái tử vong. Riêng ông Hải vẫn thoi thóp thở nên đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cam Ranh và ra viện một ngày sau đó. Người thân cho biết sau khi hay tin, ông đã chở Hải đi bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, ông Hải không nói gì nhiều, bác sĩ hỏi thì chỉ trả lời tên, nói Lý Nhí. Người hàng xóm này cũng cho biết, hàng ngày ông Hải sống bình thường không xích mích bất lòng với ai. Ông Hải làm chủ một trang trại nuôi heo cách nhà gần 1 km.
Vụ việc khiến người dân bàng hoàng, xót xa cho 4 nạn nhân vô tội. Hiện công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.